Ok, quay trở lại với chương trình chia sẻ thì em xin gửi lời chào đến anh chị em. Đây, giới thiệu mọi người, đây là những cái dòng sản phẩm con đội mới về bên em đây. Đây, rất nhiều anh em nhá. Đấy, con đội này rất là ngon, con đội này con đội 30 này. Cái đế kích thước của nó là 10 cm. Và chiều cao của nó, chiều cao từ đế lên đầu đỉnh này là 19 cm. Và chúng ta kích lên hết cỡ, kích lên hết cỡ là 11 cm. Đó, đúng là đây này, kích lên hết cỡ nhá. Đấy, các bạn thấy không, rất là ngon. Kích lên hết cỡ từ phần này xuống phần đế, từ phần đế lên phần này là 11 cm. Đó, anh em có nhu cầu về cái dòng sản phẩm con đội này thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại là 0904 928 863, sẽ giao hàng toàn quốc cho anh em. Anh em chỉ có việc kiểm tra hàng, nhận hàng và kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Đó. Rồi, ok, chào mọi người.